Dạ con xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay cô chú anh chị ơi, thì theo thông tin thì gia đình ở Vĩnh Long đó, cô chú anh chị, là của cô Năm, cô Sáu, chú Hai, thì mình chưa biết kết quả là như thế nào. Tuy nhiên trong gia đình của cô Năm thì cũng thất lạc một người em, và cái người em đó cũng đã có gửi về một cái lá thư tràn đầy tình cảm luôn cô chú anh chị ơi. Dạ thì hôm nay con cũng xin được phép chia sẻ về cái lá thư, mặc dù là mình chưa biết kết quả là có phải là chú bộ đội là như thế nào, đúng hay là sai, là người em ruột của cô Năm hay là không thì mình chưa biết. Nhưng mà bây giờ thì con xin chia sẻ cho cô chú anh chị về cái lá thư này nha cô chú anh chị ơi. Vậy rồi, thì con xin được phép chia sẻ nha. Kính thưa ba má. Ba má ơi, hôm nay con có nhận được thư của ba má rồi. Con liền viết thư về thăm ba má. Chúc ba má được nhiều sức khỏe. Ba má ơi, con ở trên này cũng nhiều sức khỏe, và con cùng ở gần chung gồm có Tính, Sang cũng mạnh khỏe. Ba má ơi, con cũng có đôi lời gửi về thăm ba má, anh chị em trong gia đình. Con hy vọng gia đình đừng có gì buồn nữa. Con cũng có những dòng chữ này, dòng chữ của con viết về thăm ba má, anh chị. Hy vọng cùng đừng lo sợ gì nữa. Ba má, con của ba má không có được ở gần nhà, cho nên con ngồi tại đây là không có nói cùng với anh chị em. Con đỡ buồn vì con cũng không biết gì. Con phải đi. Ba má đừng có lo sợ gì nữa ba má ơi. Ba má ơi, lúc này ba má ở nhà cũng biết được quê hương có gì vui không. Con biết được con đã ra đi rồi. Con biết gia đình buồn lắm phải không ba má? Con ra đi cũng không có gì cho ba má. Ba má cũng đừng buồn con nữa, vì con không muốn để cho ba má buồn vì con. Con đã biết con phải làm tròn nhiệm vụ, con phải trở về cùng gia đình. Con viết đến đây cũng đã khuya rồi. Con xin chúc ba má, anh chị em trong gia đình mạnh khỏe. Sau đó con gửi lời thăm đến ông bà, cha mẹ được nhiều sức khỏe. Con gửi lời thăm cô Hai, bác Tư được nhiều sức khỏe. Con của ba má, Lê Minh Tiễn. Dạ rồi, thì kết thúc lá thư đó, cô chú anh chị. Thì chú bộ đội có ghi là nơi đang ở cô chú anh chị thì là ở tỉnh Bát Tâm Bon đó, Bát Tâm Bon hay còn gọi là Bát Đôm Bông, là của tỉnh Tây Bắc, thuộc Campuchia nha cô chú anh chị. Dạ thì đây là một cái lá gọi là thư để mà gửi về gia đình của một người lính cô chú anh chị ơi. Đó, một người lính. Thì qua một cái lá thư như vậy của chú anh chị, con đọc được thì con thấy được rất là nhiều tình cảm trong đây. Và con thấy như vậy thì con cũng xin được chia sẻ cùng cô chú anh chị. Còn về cái thông tin là chú bộ đội có phải là người em ruột của gia đình ở Vĩnh Long hay là không thì mình chưa biết đâu. Đó, mình còn phải đợi kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, con hy vọng rằng cô chú anh chị
sẽ mình cùng cùng nhau cầu cầu chúc cho chú bộ đội sẽ có kết quả xét nghiệm trùng khớp với gia đình ở Vĩnh Long. Tại vì con thấy được là gia đình ở Vĩnh Long người ta rất là thương chú bộ đội. Mặc dù là người ta biết là cái xác suất thành công nó cũng chưa, cái xác suất mà chính xác của chú anh chị cũng chưa thể xác định được. Tuy nhiên người ta dành tình cảm rất là đặc biệt cho chú bộ đội. Và hồi chiều của chú anh chị, hồi chiều á thì đi thì là gồm có là cô Năm nè, cô Ba nè, cô Sáu, cháu của mấy cô là người con của người cô thứ ba, rồi cô 11 thì chồng của cô Sáu nữa. Thì cô chú anh chị thấy trong đó thì đặc biệt một cái là có được một người cô là người cô thứ 11 đã khóc khi mà không được vào thăm chú bộ đội, mặc dù người ta biết là đó là có chưa có xác định được là đúng phải là thân nhân trong gia đình hay không. Tuy nhiên cái tình cảm mà người ta dành cho người em á cô chú anh chị thì rất là đặc biệt. Và con hy vọng rằng kết quả sẽ thật thật là tốt đẹp. Thì qua những cái clip á, thì cô chú anh chị đã thấy được rồi. Hiện tại á, thì chú bộ đội đã được đưa vào phía bên trong của trung tâm. Và mình thì không có cách nào để mà thăm được chú bộ đội và trò chuyện cùng chú bộ đội. Thời gian qua cô chú anh chị thì cô chú anh chị thấy con nhận được một số comment hỏi là tại sao con lại cười. Con cười ở đây là vì con đang tập cho chú bộ đội có lại được cái nụ cười mà chú bộ đội đã đánh mất suốt mấy mươi năm khi mà lang thang trên đường cô chú anh chị. Nhiều người họ sẽ không hiểu được tại sao con lại cười, thì hôm nay sẵn đây con cũng xin được chia sẻ cùng cô chú anh chị luôn là vì sao con cười. Con cười là con cố cười để con tập cho chú bộ đội có lại được cái nụ cười như những người bình thường. Như những ngày tháng qua thì chú bộ đội cứ lang thang trên con đường để mà tìm cái gọi là thức ăn lương thực hàng ngày thì cực lắm cô chú anh chị ơi. Nó thì ngoài ra con cũng xin trả lời thêm một vài câu hỏi luôn là quay làm chi, rồi bây giờ chú bộ đội vào đây, thì con cũng xin thưa luôn con không phải là người đầu tiên quay chú bộ đội nha cô chú anh chị. Hy vọng rằng cô chú anh chị hãy hiểu điều đó giùm con chỉ là một người vô tình gặp được chú bộ đội sau này thôi. Và con là muốn giúp cho chú bộ đội có được thức ăn hàng ngày và con dành tình cảm rất là đặc biệt cho chú bộ đội. Hy vọng rằng cô chú anh chị sẽ hiểu được cho con. Đó thì đó là những lời tâm sự của con. Và con xin chúc cho cô chú anh chị luôn luôn có được thật nhiều niềm vui và sức khỏe và hạnh phúc mỗi ngày. Đó là những lời tâm sự của con. Con cũng xin gửi lời chào và chúc cho cô chú anh chị luôn luôn vui khỏe mỗi ngày nha. Còn những câu hỏi khác đó, cô chú anh chị ơi, con xin phép được trả lời sau nha. Con chỉ trả lời những câu hỏi đặc biệt thôi. Dạ. Bây giờ thì cô chú anh chị cố gắng nha cô chú anh chị ơi. Mình cùng nhau cố gắng. Đợi cho đến cái ngày gọi là thứ năm hay là thứ sáu gì đó thì phía bên xét nghiệm người ta sẽ cho biết là kết quả là có trùng khớp hay không. Nếu mà trùng khớp á thì cô Năm sẽ rất là dễ dàng để mà dẫn chú bộ đội về nhà nuôi. Tuy nhiên nếu không trùng khớp thì cô Năm cũng sẽ sẵn sàng tìm đủ mọi cách
để mà dẫn chú bộ đội về nhà nuôi luôn cô chú anh chị ơi. Và đó là thông tin con cập nhật được từ phía bên gia đình ở Vĩnh Long. Người ta dành tình cảm rất là đặc biệt cho chú bộ đội, và con cũng hy vọng rằng chú bộ đội sẽ được bước ra ngoài và được trở lại cái cuộc sống ở phía bên ngoài nha cô chú anh chị. Dạ.